Rồi em xin chào cô chú đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây nha. Thì hôm nay nhà vườn bonsai Quốc Vinh có lên một số cây để giao lưu với cô chú anh chị mình nha, như là mai chiếu thủy nè, linh sam, sam trái, bông trang, dành dành, vú sữa. Đó cũng nhiều cái mặt hàng khác lắm nha cô chú anh chị. Đó rất mong được sự cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Địa chỉ vườn của em là ở ấp Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị. Số điện thoại là 03789 35444. Số đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi thì em không để mất thời gian, em vô cây số 1 nha cô chú anh chị. Cây số 1 là cây linh sam 86 gin nha cô chú anh chị. Cây lùng nha. Cây này nuôi cốt già cốt rồi nha cô chú anh chị. Linh sam 86. Cốt cành già nha cô chú anh chị. Đó. Linh sam 86 gin, cây này nuôi lâu lắm rồi. Hoành thân là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân 32. Hoành đế là 45. Chiều cao là 22. Rồi cái tán dài em đo là 45 luôn. Đó, cây linh sam 86 này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 em bao ship nha. Thì nó đi thì nó cũng hơi bị vàng vàng lá nha cô chú anh chị, nó rớt rớt vàng vàng lá nha. Đó thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm nha, tại vì cái linh sam 86 này nó đi thì nó cũng bị vàng lá vậy á. Nhưng mà không sao nha cô chú anh chị, cây nó rất khỏe. Rồi mã số 1 em giao lưu là 1 triệu 2 em bao ship nha. Linh sam 86. Rồi em qua cây số 2 nha cô chú anh chị. Cây số 2 là cây mai chiếu thủy lá tung. Một em mai chiếu thủy lá tung, cây tông cao. Cốt cành già luôn cô chú anh chị ơi. Cái sẹo nè, không còn sẹo luôn á. Sẹo nó mất hết trơn rồi, còn chỉ còn cái ngọn này nè. Cái ngọn này, cái sẹo này nó cũng còn chút xíu rồi nha cô chú anh chị. Đó, cái sẹo này nè. Sẹo trên ngọn. Đó. Mai chiếu thủy lá tung. Mã số 2, em đo thông số. Hoành thân là 31. Hoành đế là 72. Chiều cao là 66. Rồi cái tán dài là 70. Mai chiếu thủy lá tung nha cô chú anh chị. Rồi cây này á, thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 8. Em bao ship luôn chậu nha. Đó, 2 triệu 8 nha cô chú anh chị. Bao ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình nha. Cây hoa rất là thơm luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành già. Cốt cỡ ngón tay cái em không có cô chú anh chị à. Quấn một cái cành gớt nữa nè. Quân nhân mẫu tử. Rồi em qua cây số 3. Em qua cây số 3 là một cây vú sữa lò gèn nha cô chú anh chị. Đó, vú sữa lò gèn. Thân cũ đế quái nha. Hoành cũ là 20. Chiều cao là 72. Rồi cái tán dài em đo là 75 nha cô chú anh chị. Cây vú sữa lò gèn mã số 3 này á, thì em giao lưu với cô chú anh chị mình á, là 1 triệu 3 em bao ship cả chậu nha cô chú anh chị. Bao ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình về chơi nha. Cây đó thường chậu ok hết rồi nha cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình về vô trồng vô một thời gian vô phân cho nó ngon lành, cái nó có trái về cô chú anh chị mình ngắm luôn, rất đẹp. Rồi mã số 3 1 triệu 3 em bao ship nha. Rồi em qua mã số 4. Mã số 4 là một cây sam hương nha cô chú anh chị. Sam hương. Củ đế một cục luôn nè. Cái này nuôi ống cũng lâu lắm rồi nha cô chú anh chị. Cái sam hương này nè, cái dòng sam hương này nuôi nó ống. Hoành đế là 50. Hoành thân là 22. Chiều cao là 30. Rồi cái tán dài em đo là 48 nha. Cây mã số 4 là một cây sam hương nha cô chú anh chị. Đó. Một cây dáng bay. Rồi cây này á, thì em giao lưu với cô chú anh chị là mình là 800 em bao ship nha. Đó, 800. Bao ship luôn cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 4. Rồi em qua cây mã số 4 em lên cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 là một em mai chiếu thủy trung nung. Đó. Nuôi cốt cành già luôn nha cô chú anh chị. Đó.
liền sẹo ngay chỗ này hết rồi nè. Cây này già lên san hô luôn, nhỏ nhưng mà nó già dữ lắm cô chú anh chị ơi. Hoành eo là 10 sen nha, chiều cao 18, cái tán dài em đo là 28 nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu em bao ship nha. Cốt cành già nha cô chú anh chị. Cây này là nuôi cốt liền sẹo hết trơn rồi. Rồi mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị. Mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu em bao ship. Rồi em qua mã số 6. Mã số 6 là sam trái đổ nha cô chú anh chị. Mã số 6 là sam trái đổ. Đây là thân to lắm nha cô chú anh chị. Thân cốt cành to nha. Để em đo cái thân ở dưới sát cổ đế trước nha cô chú anh chị. 24. Đó, sát cổ đế là 24 nha. Rồi em đo khúc ở trên này nè. Khúc ở trên này là 20 nha cô chú anh chị. 20 nha. Chiều cao. Chiều cao là 22. Rồi em đo cái tàn. Cái tàn là 55 nha cô chú anh chị. Vô cái bầu là 25. Sam trái đổ cô chú anh chị ơi. Vàng xương kính mít luôn nha. Đó, mã số 6. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 3. Em bao ship luôn. Đó. Rồi em lên cây mã số 7 nè. Mã số 7 cũng là sam trái luôn nha. Em có một cặp luôn. Nếu như mà cô chú anh chị nào chơi một cặp á, thì em sẽ bớt cho cô chú anh chị 100k. 100 ngàn nha. Đó, cây thì em sửa khoảng một tuần lễ rồi nha cô chú anh chị. Bữa nay nó ra lá, nó ra lọc non rồi nha. Mã số 7 sam trái đổ luôn cô chú anh chị ơi. Em đo thông số nha. Hoành là 20, chiều cao 22. Rồi cái tàn đổ em đo là 68 nha. Rồi cây này em giao lưu cũng là 1 triệu 3 luôn nha cô chú anh chị. Đó, nếu như mà cô chú anh chị mình chơi một cặp á, thì em bớt lại cho cô chú anh chị mình 100 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi em qua cây mã số 7 nè. Em lên cây mã số 8. Mã số 8 là sam trái xù. Đó, đường thân co lắc rất là duyên cây nha cô chú anh chị. Đó, cái co cực kỳ duyên luôn. Cây rất là mịn tàn cô chú anh chị ơi. Đây. Em đo thông số cây mã số 8. Hoành thân là 14 nha. Chiều cao 30. Rồi cái tán dài em đo cây này là 41 nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 1 em bao ship. Cây mã số 8. 1 triệu 1 em bao ship. Rồi em lên cây mã số 9 nè. Mã số 9 là một cây dành dành. Dành dành. Cây này dành dành có trái nha cô chú anh chị. Hoành thân là 15. Chiều cao 33. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 bao ship. Đó, 600 em bao ship luôn. Mã số 9. Rồi em lên cây mã số 10 nè. Mã số 10 là một cây dành dành nè. Đây cây này đang ra trái nè nha cô chú anh chị. Nè, đó cái ngồi tái của nó nè. Đó. Đường thân co lắc cũng viên cây nha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số là 18. Chiều cao là 32. Cái tán dài 42. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 600 luôn. Mã số 9. Mã số 10 chứ. Mã số 10. Mã số 10 là 600 luôn. Số điện thoại của em là 0378935444 nha cô chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo luôn nha. Đó, cô chú anh chị mình có thắc mắc cái gì đó thì cứ kết bạn Zalo với em. Rồi em sẽ gửi chụp hình cây qua cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi em qua cây mã số 10, em lên cây mã số 11 nè. 11 là mai chiếu thủy lá lớn nha cô chú anh chị. Một em mai chiếu thủy lá lớn, lá tung hay lá lớn ta? Cây này lá tung. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 450 ngàn, em bao ship luôn. Đó, một cây quái nha cô chú anh chị. Hoành thân được 6 sen nha. Chiều cao 23. Rồi cái tàn đổ là 30. Mã số 11 450 ngàn em bao ship nha. Em lên cây mã số 12. 12 là linh sam.
12 là linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Đó, cái hàng này hàng sắp đế luôn nha, rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây này mã số 12 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000 luôn, em bao ship luôn nha. Hoành thân 12, chiều cao 18, tán dài là 30. Đó, linh sam mã số 12 450.000 em bao ship luôn. Rồi em qua cây mã số 12 nha. Em lên cây mã số 13 là linh sam 86 nha cô chú anh chị. Đó, hàng mini nè. Cây này mini mà đẹp nha cô chú anh chị. Đế chải đều hết. Cái đế chải đều hết nha cô chú anh chị. Rồi, em đo thông số mã số 13 nha. Hoành là 9 cm. Cao là 12 cm. Tán dài là 25 cm. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 bao ship. Mã số 13. Linh sam 86. Rồi em qua cây 13 nha, em lên cây 14. 14 là cây me. Đó, cây này là me chua nha cô chú anh chị. Me chua nha. Hoành thân là 8 cm. Hoành đế là 18. Chiều cao là 27. Rồi cái tán dài em đo là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280, em bao ship nha. Đó, 280.000 em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mã số 14. Rồi em lên cây mã số 15. 15 là tùng kim cương. Đó, một cây dáng đổ nha cô chú anh chị, một cây tùng kim cương dáng đổ. Tàn đổ là 60. Hoành eo là cây này là cỡ ngón tay cái em nè cô chú anh chị. Đó, cỡ ngón tay cái em nha. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 bao ship tùng kim cương nha cô chú anh chị. Đó, một cái cây tàn đổ rất đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 15. Rồi em lên cây mã số 16 nha. 16 là mai chiếu thủy tung nu nữa nè cô chú anh chị. Đó, đây. Hoành thân là 24. Hoành đế là 60. Cao là 55. Tán dài 65. Mai chiếu thủy. Đây cái sẹo này là cái sẹo hồi xưa tới giờ nha cô chú anh chị. Nó quá đá, nó cứng rồi nha cô chú anh chị. Đó, cốt cành thì già. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,9 triệu, em bao ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình chơi nha. Đó, bao ship luôn chậu. Mã số 16. Rồi em lên cây mã số 17 nè. 17 là Nguyệt Quế nha cô chú anh chị. 17 là Nguyệt Quế. Nguyệt Quế lá gí nha, siêu bông nha cô chú anh chị. Nguyệt Quế. Cây đang ra trái luôn. Em đo hoành nha. Hoành thân là 32. Chiều cao 52. Rồi cái tán dài 48. Đây, cốt cành này nha cô chú anh chị. Đây là cái sẹo này là sẹo cũ, với cái sẹo này là sẹo này quá đá nha cô chú anh chị, sẹo cũ rất là lâu rồi. Còn cái sẹo ở trên đây nè là nó kéo gần liền sẹo luôn cô chú anh chị ơi, nó kéo gần bít sẹo luôn. Đó. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,9 triệu, em bao ship nha, không chậu nha cô chú anh chị. 1,9 triệu, mã số 17. Không chậu. Rồi em lên cây mã số 18. 18 là một cặp tùng. Đó. Một cây giáng long với một cây mà bán nguyệt. 18. Rồi cây này em chiều cao em đo là 25. Cây này em đo là 36. Rồi cặp tùng này ha, thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 bao ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 18. Mã số 18 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em qua cây mã số 19 nha. Lấy cặp tùng đó luôn vừa. Mã số 19 là mai chiếu thủy da đen nha cô chú anh chị. Da đen lá lớn. Hoành eo là 35.
Chiều cao 32. Rồi cái tán dài em đo là 65 nha cô chú anh chị. Đó. Cốt cành già. Đế đều luôn nha cô chú anh chị, đế đều luôn nha. Đó, bao ship luôn cho cô chú anh chị mình cây này bữa nay em để giá thanh lý luôn. 2 triệu 8 em bao ship luôn. Đó, 2 triệu 8 bao ship luôn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 19. Rồi em lên cây mã số 20 nè. 20 là một cặp tùng lá háng nữa nha cô chú anh chị. 20 là cặp tùng lá háng tiếp tục nha. Một cây cặp tùng đổ nha cô chú anh chị. Để em đo thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cái này dài là 38. Còn cái này dài là 35. Đó, cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 400 bao ship. Em bao ship nha. 20 hết ta? Này 20 hả? Mã số 20 là 400 nha cặp tùng nha cô chú anh chị. Em lên 21 là một cây trang vàng nè. Lùng lực nha cô chú anh chị. Củ đế to nha, thân rất là to luôn. Đây, em đo thông số cho cô chú anh chị mã số 21. Hoành thân là 27 nha cô chú anh chị. Hoành thân 27. Chiều cao 25. Rồi, cái tán dài là 38. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 1 triệu 7 em bao ship nha. Đó, đây. Cốt cành này nha cô chú anh chị. Một em trang vàng lá nhỏ nha. Mã số là 21. 1 triệu 7 em bao ship. Rồi em qua cây mã số 21, em lên cây mã số 22 nha cô chú anh chị. 22 là một cây linh sam. 22 là một cây linh sam. Cốt cành, cây này cốt cành già nha cô chú anh chị. Về tháo dây ra nha. Vô chậu nữa là cây này đẹp cực kỳ luôn. Mã hoành thân là 20. Chiều cao 35. Cái tán dài là 60 nha cô chú anh chị. Đó, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship nha. 600 bao ship mã số 22. Cây đang chuẩn bị ra hoa nè. Cô chú anh chị mình về thay chậu hay là vô chậu chơi nữa là cây này nó ra hoa kín cây luôn cho cô chú anh chị mình đó. Mã số 22 600. Rồi em qua cây mã số 22 nha. Em lên cây mã số 23. 23 là một cây nu gò công. Đây một em nu gò công. Thôi lên cây cần thân này đi. Nu gò công nha cô chú anh chị. Mã số 23 em đo thông số nè. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Một cây dáng bay. Hoành thân 28. Hoành đế là 60. Chiều cao 35. Rồi cái tàn bay. Tàn bay em đo là 72 nha cô chú anh chị. Đó, mã số 23. Cốt cành già. Đây em đo em lật lên cho cô chú anh chị mình nha. Đó, dàn xương kín mít luôn cô chú anh chị ơi. Đây. Đó. Một cây tàn bay không thì cô chú anh chị về một chơi cây tàn đổ cũng được nữa nha. Nó lật cái này nghiêng nghiêng chút nữa mình chơi cây đổ cũng đẹp luôn. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu rưỡi nha. Em bao ship nha cô chú anh chị. 2 triệu rưỡi em bao ship nha. Mã số 23. Rồi em qua cây mã số 23 lên cây mã số 24 nè. 24 là một cây cần thân lùng nha cô chú anh chị. Đó. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 bao ship nha. Đó, hoành em đo đây là 33 nha. Em đo cái eo nhỏ. Eo nhỏ là 23. Chiều cao 35. Tán dài em đo là 44. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 700. Cái này mã số mấy ta? 24. Mã số 24 700 một cây cần thân nha. Rồi em lên cây mã số 25 nè. 25 là một cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Đó, nguyệt quế lùng nha. Đây em đo cái gang tay của em cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó. Đây để em đo thông số. Đo thông số ở trên này luôn đi.
Trên này là 18 nha cô chú anh chị. Hoành thân 18. Chiều cao 30. Rồi cái tán dài em đo là 42 nha cô chú anh chị. Cây này á, thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 em bao ship không chậu nha cô chú anh chị. 800 bao ship không chậu. Mã số là 25. Rồi em qua cây mã số 26 nha. Lên thêm một cây me nữa đi. Mã số 26. 26 là một cây nguyệt quế tiếp tục nha cô chú anh chị. Củ đế đẹp nha. Cây này củ đế đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cây này củ đế đẹp cô chú anh chị mình xem tham khảo giúp em nha. Để em đo cái thông số cho cô chú anh chị mình được chi tiết hơn nha. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị mình xem nè. Cây nào mã số 26 không ta? Mã số 26, hoành thân là 35. Chiều cao em đo là 50. Rồi tán dài em đo là 55 nha cô chú anh chị. Cây này lùng đẹp nha cô chú anh chị. Cốt cành thì có sẵn rồi nè. Về cô chú anh chị mình về chỉnh sửa thêm giúp em nha. Vô cái chậu xịn sò chút cô chú anh chị ơi. Đế rất là đẹp luôn. Cây này không bị chảy tuột gì hết nha cô chú anh chị. Đây nó có cái vết thẹo ngay đây nè. Đó, vết thẹo rễ ngay đây nha cô chú anh chị, nó xam đá cứng rồi. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 em bao ship không chậu nha cô chú anh chị. 1 triệu 2 bao ship không chậu. Mã số là 26. Rồi em lên cây mã số 27 là cái cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Đó, mã số 27 là một cây cuối clip của em, là cây me thái nha cô chú anh chị. Cây me thái này nó đang ra bông nha. Đang ra bông nè, chuẩn bị đậu trái cho cô chú anh chị mình chơi nha cô chú anh chị. Đó, đang ra bông nha. Nó có một chùm bông đó. Đây, một cây dáng bay. Rất là phê luôn cô chú anh chị mình ơi. Đường thân lắc rất là duyên cây nha. Đó, đường thân nó lắc rất là duyên cây luôn nha cô chú anh chị. Cây này mà nếu như mà cô chú anh chị mình mà có hồ cá coi hay là chơi tiểu cảnh là trồng cái cây này bye bye nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cây này hoành to cô chú anh chị ơi, để em đo thông số nha. Đây, em đo hoành thân. Hoành thân là 34 nha cô chú anh chị. Hoành thân 34. Chiều cao 48. Rồi cái tán dài em đo là 90 nha. Tán dài em đo là 90. Cái chậu này em đang nuôi là 50 nha cô chú anh chị. Lọt lòng 50. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu 2 em bao ship nha. 4 triệu 2 em bao ship không chậu nha cô chú anh chị. Cây này em không ship chậu đi được nha. Đó, 4 triệu 2 nha cô chú anh chị. Rồi thì em có lên 27 clip 27 cây để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Rất mong được sự cô chú anh chị mình ủng hộ nha cô chú anh chị. Em rất là chân thành cảm ơn đã cô chú anh chị mình xem cuối clip. Em xin cảm ơn rất là nhiều.